Chào anh em đến với độ xe này.com. Mình mới hoàn thành xong cái bộ đĩa sâu chiếc Quay S 100 nha anh em. Thì sẵn đây mình quay cho anh em tham khảo giá cả với lại là cách làm rồi đồ đạc thế nào luôn ha. Thì cái bộ này lên full bộ đĩa sâu Nissin của Thái Lan. Bảo hành là 6 tháng nha anh em. Giá cả là 3,4 triệu. Ngày làm là 26 tháng 6 đúng không anh nhỏ? Rồi, bảo hành là 6 tháng nha anh em ha. Đó. Thì mình giới thiệu sơ qua ha. Nó đi là heo Nissin bạc nha anh em. Heo Nissin bạc. Sần nha anh em ha, Thái Lan này hay mặt sần chứ không có mặt bóng nha anh em ha. Đó. Còn là mình làm là không có trên lồng đền, đó, quay vô đây luôn nha. Không trên lồng đền nha em. Anh em tháo lắp dễ dàng như zin ha. Đó. Anh em muốn thay dòng dĩa, thay vỏ này kia anh em tháo dễ dàng, nó nhẹ nhàng, mình test xe bánh xe cho anh em coi luôn ha. Đó. Bao nhẹ cho anh em luôn ha. Quay tới sáng mai mới dừng nha anh em. Đó, nhẹ như trong trống anh em ha. Đó. Hàng Thái Lan thì nó có khác với mấy hàng kia nha em. Rất là nhẹ ha. Thắng thì pedal bao cao cho anh em luôn. Đó, anh em coi ha. Pedal rất là cao. Đó. Đó. Thì full bộ này mình lắp ráp thì trong khoảng chừng hơn tiếng nha anh em. Thì anh em ở xa có thể ghé tiệm là mình lắp cho anh em luôn. Rất ngon lành nha anh em. Ben thì mình để đây cho anh em, mình giấu bình dầu này. Bình dầu thì nó không có hết dầu đâu. Mình để cho này cho nó gọn luôn. Thì nhiều anh em thích bỏ ngoài thì mình sẽ đưa bát ra ngoài mình hàng cho anh em. Bát thì mình để đây cho anh em. Không có bị lượm thượm bên ha. Rất là gọn gàng cho anh em. Thì anh em muốn chơi thân đĩa sau thì bên mình có gói rẻ cho anh em là rẻ là 1,8 triệu nha anh em, bảo hành 3 tháng của thằng Malai, nhưng mà heo thì nó không đẹp như thế này. Còn có hàng Nhật với là hàng Ý nữa. Nhật thì giá nó cao hơn nha anh em. Nhật thì 4,8 triệu, 6,4 triệu. Ý thì là 8,2 triệu. Heo như heo SH của Ý nha, hoặc là heo SH Nhật, hoặc là heo Nissin vàng của thằng Thái Lan, anh em chơi cũng được luôn ha. Thì sẵn đây là mình quay mình giới thiệu cho anh em. Đó. Thì mình chút nữa mình test luôn nha anh em. Đó, chút nữa rồi. Thôi chào anh em ha.